Bộ phim Mái ấm gia đình. Bao dung thành tựu lớn. Hôm nay thời tiết đẹp quá. Tôi không biết Hồng Kông cũng có nơi đẹp như vậy đó. Tôi thật sự chưa từng tới. Nói tới những nơi đẹp để hóng gió thì tôi là chuyên gia rồi. Nhưng cho dù nơi đó đẹp cỡ nào, phải cùng người mình tâm đắc cùng nhau thưởng thức, như vậy mới là thật sự vui vẻ. Phong cảnh xinh đẹp, một mình thưởng thức thì quá cục hứng rồi. Đúng vậy. À phải, bình thường hiếm khi thấy cô lái xe ra ngoài nha. Tôi có giấy phép lái xe, nhưng bình thường di chuyển đều có tài xế đưa rước nên rất ít khi lái xe. Hơn nữa ba tôi từng nói, chiếc xe này không phải người nào cũng có thể lái nó. Tôi không nỡ làm hư nó. Ê, đây là xe của ba cô sao? Ba tôi để lại cho chúng tôi. Chiếc xe cổ này phải giữ gìn rất cẩn thận. Đúng vậy, chiếc xe cổ này á giống như người già cả vậy, nhưng đều phải chăm sóc cẩn thận. Hằng ngày á phải khởi động một lần, mỗi tuần á phải đem ra ngoài vận động một chút. Thứ hàng nghệ thuật này xứng đáng mà. Xem ra anh cũng là người yêu xe. Sau này á, cô chỉ cần gọi điện, tôi lập tức có mặt. Lái xe này miễn phí cho cô đó. Hả? Vậy thì ngại lắm đó. Ngại hả? Có gì đâu mà ngại chứ. Cô ngồi bên cạnh nói chuyện với tôi là được rồi. Anh quẹo cua giỏi thiệt đó. Hả? Quẹo rồi à? Đâu phải, là đường thẳng mà. Chuyện của mua hầm rượu của Pháp, tôi quyết định đích thân đi bọt đô với cô, xử lý hợp đồng mua bán. Chuyện nhỏ như vậy cũng cần anh đích thân ra tay sao? Tôi biết cô muốn tương lai nhà hàng Lâu Thị dưới trướng Thập Phương Thành sẽ độc quyền cung cấp loại rượu của hầm rượu này. Chuyện lớn như vậy không thể có sơ suất. Chuyện quan trọng như vậy làm sao tôi yên tâm để người khác phụ trách chứ? Ê, hey, Amanda. Damon, mình sao lại ở đây? Anh còn ăn bằng như vậy nữa? Mới sáng sớm anh đã uống say rồi hả? Hôm nay đâu cần đi làm em lại bỏ mặt anh. Ra ngoài sớm vậy hả? Anh thức dậy đã không thấy em đâu. Nè, thức dậy? Sao tối qua lại ngủ ở đây? Bởi vì đêm trước tôi ngủ ở đây mà. Anh ta bây giờ sống ở đây hả? Ở đây có người chăm sóc ảnh. Ở nhà khách xảy ra chuyện gì không ai chăm sóc thì tính sao? Nói như vậy bây giờ hai người sống chung với nhau sao? Nóng quá. Nè, vào nhà mở máy lạnh đi ha. Casey, làm phiền anh đậu xe giùm tôi nha. Cậu nói coi, Damon có phải đàn ông không? Lấy cớ thất tình để được sự đồng tình giả bộ tội nghiệp, cứ bám lấy cô lâu như vậy. Ăn ở miễn phí, còn sống chung với cổ nữa. Có khi nào ông ta không chỉ ăn ở miễn phí đơn giản vậy không? Cậu muốn nói cái gì? Tạp chí Bùng Nổ kỳ này, ông coi đi. Trong tạp chí có một người biết chuyện của Damon, muốn quay lại với cô lâu. Có lửa mới có khói chứ, chưa chắc không có nguyên nhân đâu. Cậu không có não sao? Tạp chí đang cũng tin nữa. Nói hắn là lãng tử, uống rượu từ sáng tới tối. Tôi không phải nói hắn bị điên, là nể mặt hắn lắm rồi. Chứ ai à, Damon cõi nhà chúng ta tới lúc nào nữa? Tới khi anh ấy dọn về nhà thì thôi. Sao vậy? Theo lý mà nói chắc đâu ảnh hưởng tới em. Người lớn chúng ta tất nhiên là không sao rồi. Trong nhà có trẻ con sao? Dĩ nhiên là có đó. Em bé trong bụng của Tình Tình đó. Bây giờ nó bắt đầu thăm dò thế giới bên ngoài. Giáo dục bào thai rất quan trọng. Hàng ngày Damon ở nhà uống rượu sẽ dạy hư nó. Có phải em nghĩ nhiều quá không? Chị hai à, anh từng sống trong căn biệt thự Tây Cung của chúng ta đó. Kêu anh dọn về đó đi. Kêu ảnh về nhà ở là muốn có người chăm sóc ảnh, để ảnh cảm thấy không quá cô đơn. Em kêu ảnh tới biệt thự có ý nghĩa gì chứ? Ảnh là người lớn mà, còn cần người ta chăm sóc sao? Lần này ảnh chia tay với Ellen không phải đơn giản vậy đâu. Trước giờ đường tình yêu ảnh luôn chiếm thế thượng phong. Ảnh quá kiêu ngạo, cho nên lần này ảnh té rất đau. Toàn bộ giá trị quan của ảnh đều bị sụp đổ. Anh vẫn tưởng mình là sát thủ tình trường sao? Đã từ tuổi này rồi, chẳng qua anh không chấp nhận thua thôi. Cho dù thế nào, ở Hồng Kông anh không có thân thích nào hết. Chị không muốn nhìn thấy anh suy sụp như vậy. Nhưng bây giờ quan hệ với chị và anh ta sống chung với nhau có phải là hơi ngượng nghịu không? Tạp chí nó... Chẳng lẽ chị tiếp đãi một người bạn về nhà ở phải để tâm ý kiến của cô ba bà sáu hay sao? Hơn nữa căn nhà đó đâu phải chỉ có chị và anh ở, còn có em và Tình Tình mà. Sư phụ à, tôi cũng nghĩ cho ông thôi. Ông đừng quên, họ chưa chính thức ký tên ly dị đó. Bây giờ còn sống chung với nhau,
cả sống ly thân cũng không phải nữa. Bộ tôi không biết sao? Có cần cô nhắc tôi không? Ờ, dạ phải, dạ phải. Nhưng sư phụ à, ông phải có hành động tuyên bố chủ quyền đi. Căn nhà đó đâu phải là của tôi có thể làm gì chứ? Nhưng ít ra cũng phải nghĩ cách ép cô lâu chính thức bỏ ông ta. Tôi mà làm chuyện này sao? Cô chủ, cậu chủ đã dậy chưa? Có uống say không? Hôm nay tinh thần cậu chủ rất là tốt, đã ra ngoài tản bộ nhưng mà vẫn chưa trở về. Tản bộ cũng tốt. Casey à, bạn tôi có gửi cua cằn lớn ở Nhật cho tôi, anh có muốn thử không? Thôi đi, lát nữa tôi còn phải về văn phòng luật sư làm việc nữa. Tinh thần anh hình như không tốt lắm, không sao chứ? Không có gì, chỉ mới đêm nay làm việc trễ quá thôi. Chính là vì ủy thác của gia tộc Lâu thì chúng tôi à? Tôi muốn trước khi cùng cô đi Pháp ký hợp đồng mua bán, hoàn tất chuyện về ủy thác này. Tôi còn muốn dồn đóng công việc, cho nên mới đáng làm. Giấy tờ không có vấn đề gì chứ? Giấy tờ không có vấn đề, nhưng có vài bản cần cô ký tên. Nè, ký đi. Cái gì vậy? Là giấy thỏa thuận ly hôn của cô và Damon đó. Giấy thỏa thuận ly hôn? Ủy thác trong tương lai sẽ chăm sóc người nhà của cô, con cháu và người bạn đời của họ. Với tình hình hôn nhân hiện giờ của cô và Damon, làm cho ủy thác này có hơi phức tạp. Sau này có thể dẫn tới một số chuyện tranh chấp tài sản không đáng có. Làm gì có, anh cảm thấy Damon sẽ chia tài sản với tôi sao? Là luật sư của cô, tôi chỉ muốn đảm bảo cho cô không ai biết được chuyện trong tương lai. Để tránh rắc rối, nên làm rõ ràng vẫn tốt hơn. Tôi không có nói là không làm, nhưng tình hình hiện nay của ảnh tôi không muốn nhắc tới. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì, hai người đã chia tay là sự thật rồi. Bản thân Damon cũng là luật sư, anh ta nên hiểu đây là thủ tục theo lệ, chắc không có gì khó chịu đâu. Nhưng bây giờ anh yếu đuối như vậy, tôi cảm thấy thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Không lý gì vì anh ta thất tình mà kéo dài tất cả kế hoạch. Tôi không ngại đời, tôi tin anh ta sẽ mau chóng trở lại là tra gia trạch mà tôi biết trước đây. Nếu anh ta cứ suy sụp mãi thì sao? Cô cứ chờ mãi sao? Là cô nói muốn trước lúc con của Thường Hữu ra đời giải quyết xong chuyện của quỷ thác này. Cô có biết làm như vậy sẽ bị Damon liên lụy không? Nếu tôi đoán không lầm là anh muốn sẵn tiện mượn cơ hội lần này, muốn tôi và Damon ký tên ly dị. Cô kêu tôi xử lý quỷ thác giùm cô. Tôi là luật sư của cô, đừng cần phải nhắc nhở cô. Mặc dù tôi cũng có ý này muốn làm như vậy. Amanda, tôi muốn tốt cho cô thôi. Hai người đã không phải là vợ chồng nữa, không lý gì còn bị người ngoài cuộc ảnh hưởng cuộc sống bình thường của cô. Damon không phải người ngoài, ảnh là người nhà tôi. Trên thế giới này ngoại trừ tình yêu ra còn có tình bạn và tình thân. Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương ảnh, trừ khi Damon tự đề nghị ly dị. Nếu không cả đời này tôi cũng không ký tên đâu. Đúng vậy, người ngoài nên là tôi mới phải. Không phải cô nữa, tôi về văn phòng luật sư. Nè Thông à, sao uống nhiều rượu vậy hả? Có tâm sự gì sao? Tôi và cô càng lúc càng hiểu nhau, khoảng cách lại càng lúc càng xa. Nhưng không biết tại sao vẫn không thể nào đi được bước này. Ê, uống nhiều như vậy có giúp gì được cho anh đâu. Ông chủ, qua đây đây. Ờ, tới liền. Cô làm ơn đá hắn cho rồi. Rõ ràng hắn đâu có trân trọng cô. Cô hẹn hắn, hắn lại tìm một đám anh em đâu đâu tới làm kỳ đà. Bây giờ ổn thỏa hết rồi. Tôi muốn mời cô một bữa cơm ăn mừng với nhau. Dĩ nhiên phải ăn mừng rồi. Cô muốn ăn gì? Để tôi đặt chỗ. Anh quyết định đi, nhưng nhớ đếm đủ số người đó. Hả? Đếm đủ số người? Thì cùng đồng nghiệp ăn mừng sắc lập thành công mà. Dĩ nhiên. Những chuyện đó cũng thôi đi. Lần trước á, tôi đã thêm một cái khăn choàng cho ảnh, anh cũng không có chịu nhận nữa kìa. Cô Lâu, áo khoác của cô đi. Ở đây lạnh lắm, anh mặc mỏng manh như vậy coi chừng bị lạnh đó. Tôi đi tiếp đãi bạn bè, anh tự nhiên đi. Tôi biết là tôi tự đa tình mà. Tôi thực sự rất là thích ảnh, nhưng mà tôi biết làm sao. Làm gì? Mạnh mẽ lên, cắt đứt làm hai. Được, cắt đứt làm hai luôn. Thank you.
lâu. Cô Lưu. Cô Lưu. Tracy à. Dạ. Lịch trình đi Pháp của tôi đã xác định xong chưa? Tôi đã sắp xếp cho cô rồi, gọi thêm một cú điện thoại nữa là có thể xác nhận. Khoan hãy xác nhận, tôi muốn đi đổi lịch trình. Cô Lưu à, cô muốn đổi thế nào? Tôi muốn ký xong hợp đồng ở lại thêm một ngày. Tôi muốn tới hầm ruột của một người bạn chơi. Đặt một chiếc xe giùm tôi. Cô có cần tài xế không? Không cần, chúng tôi sẽ tự lái xe đi. Xem giúp tôi coi có xe mui trần không. Các người. À, tôi biết rồi. Bây giờ tôi đi bàn chi tiết hợp đồng với Casey. Sau khi cô xuất tài liệu ra thì đem về cho tôi xem. Không thành vấn đề. Cảm ơn. Cô Lâu. Sao lại là cô? Casey đâu? Casey nói là bất thình lình phải theo một vụ kiện, kêu tôi giúp cô, cho nên tôi sẽ cùng cô đi Pháp. Ok, vậy chúng ta hợp đi. Được. Nicole. Cô Lâu, tôi đã kiểm tra giúp cô những kiểu xe có thể thuê khi tới Pháp, cô xem đi. Tracy, cô làm gì vậy? Lần này chúng tôi đi làm việc đâu phải là đi chơi. Cô đặt kiểu xe này làm gì chứ? Dĩ nhiên phải đặt một chiếc xe hơi cỡ lớn, còn phải có tài xế lái suốt lịch trình nữa. Không liên quan tới cổ, là tôi cho thông tin sai. Đây là kiến thức cơ bản, lần sau cô linh động một chút đi. Tôi biết rồi. Cô Lâu, vậy tôi có cần đặt xe hơi hay không? Được, cô cứ đặt đi. Cảm ơn. Tôi ra ngoài làm gì? Nè, mới đó hết rồi sao? Peter à, cho tôi một chai rượu năm bất hạnh cuối cùng đi. Ok. Whisky, cảm ơn. Ê, Casey, nè, uống chung với tôi đi. Peter, cho tôi một ly nữa. Thôi khỏi. Anh uống đủ chưa? Có anh kìa, giống cái gì chứ? Uống từ sáng tới tối, say xỉn lè nhè. Anh hết cứu rồi. Anh mặc kệ tôi đi, ok? Tôi dĩ nhiên mặc kệ anh rồi. Anh có biết mình làm như vậy sẽ khiến người quan tâm anh đau lòng không? Anh không cần lo cho tôi. Tôi biết bản thân mình đang làm gì. Anh và Amanda cứ đi Pháp đi, tôi không sao. Chính bởi vì anh, bây giờ tôi không đi nữa. Anh không đi mắc mớ gì tới tôi chứ? Bởi vì anh dọn về nhà họ lâu. Hiện giờ mọi người đều cho rằng anh và Amanda quay lại. Nếu tôi và cổ đơn độc rời khỏi Hồng Kông, người ta nghĩ thế nào đây? Họ sẽ cho rằng Amanda bắt cá hai tay. Tôi lại không muốn như vậy. Casey, có phải anh nghĩ quá nhiều rồi không? Bây giờ là thời đại gì rồi? Anh tưởng tôi là anh sao? Muốn ngủ ở đâu cũng ngủ được, hoàn toàn không để tâm ánh mắt người khác. Danh dự người phụ nữ rất là quan trọng đó. Tôi không biết. Hey, có thể là có tính cách giống Tây. Tính cách giống Tây? Cảm ơn. Người Tây thì giỏi lắm sao? Nếu anh phóng khoáng như vậy thì sẽ không say xỉn như bùn nhão. Nam nhân đại trượng phu nhất là được bỏ súng được. Chia tay thì chia tay, nghĩ thoáng chút đi. Anh có biết chuyện không nên làm của anh nhất là gì không? Chính là dọn về nhà vợ cũ. Đàn ông không thể làm như vậy được đâu, buồn nhão. Casey, anh đủ rồi đó nha. Trái thì một câu nói tôi không phải là đàn ông, phải thì một câu nói tôi là buồn nhão. Tôi cho anh biết, anh á, không theo đuổi được Amanda là vấn đề cá nhân anh. Anh không đủ kiên định, không thể khiến cổ yên tâm mà yêu anh. Hả? Anh đừng có chuyện gì cũng trút lên đầu của tôi như vậy, ok? Ai nói tôi không thể để cổ yên tâm yêu tôi chứ? Anh nghĩ kỹ đây. Trong từ điển của Casey này không hề có hai chữ từ bỏ đâu. Tôi nhất định kiên trì tới cùng đó. Tôi không ngại chuyện cho đi mãi mãi, tới khi anh chết mới thôi. Ô hô. Casey à, anh muốn chờ tôi chết? Không nhanh vậy đâu. Vậy sao? Anh uống kiểu đó, chết sẽ mau thôi. Không ngờ anh đúng là sai như bùn nhão nha. Anh không sẵn lòng như vậy, đừng có theo tôi về nhà. Tôi không muốn anh xỉn chết trên đường, rồi người ta cho rằng tôi và Amanda thấy chết mà không cứu. Ngồi đàng hoàng đi. Nè, anh làm cái gì vậy? Đừng có như vậy mà. Thượng hữu tài xế, anh làm ơn dừng xe giùm tôi. Thượng hữu, anh có làm gì vậy?
Sao lại dừng xe ở đây vậy hả? Ơi, chiếc xe già cả đây là giấy chứng nữa, chết máy rồi. Tôi đã gọi xe kéo. Sao anh cứ ở đây vậy? Đà mình uống sai, tôi đưa anh ta về, cho nên không sao đâu. Tôi chờ xe kéo với cậu. Tôi thật sự không lái được xe này. 10 lần lái ra ngoài, 7 lần đều phải kéo xe. Không phải hư chỗ này thì cũng hư chỗ kia. Lần trước tôi lái hoàn toàn đâu có vấn đề gì. Có phải xe có tính cách không vậy? Mặc dù không có căn cứ khoa học, nhưng Đại học Stanford đã làm một cuộc nghiên cứu. Không phải cậu tốt nghiệp ở Đại học Columbia sao? Thật ra tôi tốt nghiệp Cambridge, nhưng tôi cũng có thể lấy ra mà nói mà. Năm 1984 có một giáo sư lấy số liệu khoa học để mà chứng minh tất cả vật chất đều có linh tính thuộc về riêng nó. Kết quả khiến cho rất nhiều khoa học gia cảm thấy bất ngờ đó. Tức là sao? Nói một cách đơn giản, tất cả vật chất đều có xu hướng chọn chủ riêng, giống như xe này vậy. Trước đây ba tôi thường nói, nó chỉ có thể chở má tôi đi hóng gió. Nếu chở tôi và chị của tôi, nó sẽ chết máy đó. Có khi nào ba cậu muốn lấy lòng má cậu mới nói như vậy không? Thật sự cũng rất khó tin. Chị hai tôi ngoại trừ tôi chỉ không cho tài xế lái. Ngoại trừ trước đây, lúc Đà Mên và chị cùng bên nhau, chỉ để Đà Mên làm tài xế chở chị đi hóng gió thôi. Chị không để tâm ý kiến của ba bà Sáu. Còn Casey, chị không sợ anh không vui sao? Tuy chị và Đà Mên chia tay, nhưng chị mãi mãi coi Đà Mên là người trong nhà. Nếu Casey không thể chấp nhận, anh mãi mãi sẽ không thể có được địa vị quan trọng trong lòng chị. Đà Mên chở chị tôi đã là chuyện rất lâu lắm rồi, cũng là sự thật không thể thay đổi. Chị hai của tôi lái không được chiếc xe này. Quan trọng nhất là bây giờ chị tôi để cho ai ngồi vị trí này đó. Đà Mình xài tới như vậy, để anh ta lái xe này chắc chắn sẽ đụng hư. Mà khoan đã, giờ đâu có nói chiếc xe này là của ba của cậu, chỉ để chủ xe lái đi hẹn hò với bồn nữ của họ sao? Quan trọng hơn nữa là sau khi chạy xong thì nó không có bị hư. Cậu có biết không, thì là cái chỗ này để dành cho tôi ngồi đó. Hơn nữa cái xe này rất nghe lời của tôi. Thì ra vị trí xe này là để dành cho tôi ngồi đó. Ngựa qua đầy mồ hôi, hay là mở buông tôi ra có được không? Tù gốc thiệt. Làm ơn đưa ra bên vậy đi. Tôi muốn ở bên cái xe này lâu một chút, tâm sự với nó nhiều hơn. Vậy thì kéo xe. Được rồi, tôi đã. Cậu đưa anh ta về đi. Cô hẹn thầy Lâm giùm tôi chưa? 3 giờ à? Được. Chủ yếu tôi muốn học cách đậu xe. Tôi đã không nhớ làm sao lái xe số sàn nữa rồi. Lát nữa tôi gọi lại. Bữa giờ làm phiền em rồi. Anh định đi à? Ở đây không phải là nhà của anh, cuối cùng cũng phải đi thôi. Sao đột ngột vậy? Dù sao anh cũng là một ông chủ của văn phòng luật sư. Anh đã biết trước, không thể suy sụp quá lâu. Anh từng nói lần này là lần cuối cùng để người ta lo lắng gì anh. Sau khi anh khui rất nhiều chai rượu bất hạnh chi niên, anh đành phải nói tạm biệt với lại bất hạnh. Anh mê tín với tên của chai rượu này à? Anh mua một lần 6 chai bất hạnh chi niên. Anh phát hiện sau khi khui chai đầu tiên không có chuyện tốt nào xảy ra với anh. Dù sao đi nữa, tới lúc phải đi rồi. À phải, có một giấy tờ phải đưa cho em. Nè, anh đã ký xong hết rồi. Là đơn thỏa thuận ly dị. Sau khi em ký xong thì giao nó cho Casey. Anh tin là anh ta sẽ rất vui xử lý nó giùm chúng ta. Sao anh lại... Tại vì anh là người nhà của em, dĩ nhiên anh muốn em tốt. Là giấy thỏa thuận ly hôn của cô và Đà Minh. Giấy thỏa thuận ly hôn? Amanda, tôi muốn tốt cho cô thôi. Hai người đã không phải là vợ chồng nữa, không lý gì còn bị người ngoài ảnh hưởng cuộc sống bình thường của cô. Đà Minh không phải người ngoài, ảnh là người nhà của tôi. Trên thế giới này ngoại trừ tình yêu ra còn có tình bạn và tình thân. Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương ảnh, trừ khi Đà Minh tự đề nghị ly dị. Nếu không cả đời này tôi cũng sẽ không ký tên. Em coi anh là người nhà, nếu như anh còn ở đây cản tay cản chân thì quá có lỗi với em rồi. Có phải anh thấy Casey chứng mắt không? Bởi vì anh dọn về nhà họ lâu, hiện giờ mọi người đều cho rằng anh và Amanda quay lại. Nếu tôi và cổ đơn độc được ở Hồng Kông, người ta nghĩ thế nào đây? Họ cho rằng Amanda bắt cá hai tay đó. Tôi lại không muốn vậy. Casey, có phải anh nghĩ quá nhiều rồi hay không? Bây giờ là thời đại gì rồi? Anh tưởng tôi là anh sao? Muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, hoàn toàn không để tâm ánh mắt người khác. Danh dự người phụ nữ rất quan trọng đó. Trong tiêu chuẩn của anh, Casey tuyệt đối không thích hợp làm bạn của anh. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là anh không thể làm người thích hợp nhất của em. Chỉ cần ảnh đối xử tốt với em, anh không có lý do để phản đối.
Cảm ơn. Không, cảm ơn em. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. À, chào một chút. Chào. Chào. Xin chào. 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 Ê, chuyện gì? Không, tôi thấy áo vest của anh bị dơ, định phủ giùm cho anh thôi. Để tôi tự làm, cảm ơn. Anh tới Thùy Gia Táo Đầu. Ừ. Bye bye. Bye bye, bye. Phải rồi, không phải anh giận Đa Minh lắm sao? Tôi đối với người già tuyệt đối rộng lượng. À phải, mấy hôm trước chủ tiệm gọi tới thì ra hôm đó là do anh lái chiếc xe đó đi sửa giùm Hữu. Đúng vậy, tôi đã trao đổi với chiếc xe đó rồi, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Nếu có lần sau có tình trạng tương tự xảy ra, cứ việc tìm tôi, chắc chắn tôi giải quyết được. Vậy tôi phải làm phiền anh rồi. Đâu có, vì cái gì chứ. Chỉ cần cô bằng lòng, lúc nào tôi cũng có thể làm tài xế của cô. Hãy subscribe.